và khách hàng yêu cầu là làm vàng nguyên khối và đính kim cương lên trên những cái nút âm lượng, nút nguồn, con mắt camera. Chiếc iPhone này có trị giá bạc mấy nho nhỏ thôi, gần 1 tỷ. Thì Lăng thì chuyên thêm về tất cả những cái đồng hồ của tất cả các hãng như Rolex, Patek, RM, Dunmuller. Đây em khui hộp cho anh coi trước đã. Đây, anh không nghĩ nó sắc sảo đến mức độ như vậy. Thực sự nó lúc đầu nếu mà anh biết sắc sảo như vậy thì anh nói với, chắc chắn rằng anh nói với Kỳ Lân thôi em làm cho anh 2 cái luôn đi. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách. Hôm nay trước mặt chúng ta, quý khách xem nè, có biết được Kỳ Lân đang giới thiệu về cái gì không? Đây camera, xin mời camera đi sát qua đây giùm anh nha. Chắc chắn là rất nhiều người ai cũng thay nhìn thấy đây, cũng biết là đây là một chiếc điện thoại iPhone rồi đúng không ạ? Vâng, hôm nay Kỳ Lân thực hiện clip này để mà đi bàn giao sản phẩm iPhone 13 Pro Max. Không phải là một chiếc iPhone bình thường, mà nó là một chiếc iPhone bằng vàng nguyên khối, đính kim cương. Chiếc iPhone này có trị giá bạc mấy nho nhỏ thôi, gần 1 tỷ. Tức là hiện tại là nó là một trong những chiếc điện thoại cũng thuộc dạng đầu tiên ở Việt Nam này. Khi mà khách hàng nói là option như vậy á, thì Kỳ Lân hứng thú ngay và tiến hành làm ngay. Và một trong những chiếc điện thoại đầu tiên đã xuất hiện. Khi mà khách hàng nói á, thì Kỳ Lân rất là hứng thú và thực hiện ngay luôn. Kỳ Lân đã nhập ngay cái điện thoại iPhone mà khi mà ở thị trường còn lẹt đẹt vài cái, và nó là một trong những cái đầu tiên. Và khách hàng yêu cầu là làm vàng nguyên khối và đính kim cương lên trên những cái nút âm lượng, nút nguồn, con mắt camera. Thì Kỳ Lân mới thấy là nếu mà mình làm full vàng như vậy thì nó đơn điệu quá. Thì Kỳ Lân mới tư vấn khách hàng là thay vì anh để trống như vậy thì anh làm một cái logo của anh đi. Mà một cái điều rất là cũng có tình, cũng có duyên thôi. Ví dụ như khách hàng này là một vị khách hàng cũng rất là có tiếng tăm ở Bà Rịa Vũng Tàu về ngành bất động sản, nhưng mà chưa có bộ logo. Thì nhân dịp đó, nhân dịp khách hàng chưa có bộ logo và nhân dịp khách hàng đặt chiếc điện thoại này, thì Kỳ Lân nhận trực tiếp và đích thân Kỳ Lân tặng cho khách hàng một bộ logo nhận diện thương hiệu này luôn. Sau khi tặng xong thì mới ngồi hai anh em với Kỳ Lân với khách hàng mới ngồi nhìn trong cái thiết kế của mình. Nếu mà mình để cái bộ logo không thì nhìn vẫn còn đơn điệu. Thì khách hàng mới nói là vậy thì anh muốn cho nó một chút gì phong thủy. Vì vậy khi mà Kỳ Lân nên Kỳ Lân mới tư vấn thêm, hay là anh để con ngựa vô đây như thế này, thể hiện sự mã đáo thành công. Và sau khi bản phác thảo ra thì khách hàng rất là thích thú luôn, và khách hàng đốc thúc Kỳ Lân làm nhanh, thật là nhanh. Và Kỳ Lân lúc đó cũng rất áp lực, bởi vì trước giờ là làm iPhone nhiều, nhưng mà chiếc iPhone 13 Pro Max này á là cái bản mà mới vừa ra luôn, thì ở ngoài thị trường không có xuất hiện nhiều và anh em thợ cũng chưa có tháo nhiều, và bản thân mình cũng chưa có từng tháo lần nào, con mới vừa ra mà. Thì khi đó là rất áp lực, nhưng mà vì một cái đam mê và một cái sự cố gắng muốn sản phẩm nhanh nhất có thể, thì Kỳ Lân đã đốc thúc và làm hoàn thiện như ngày hôm nay. Và hôm nay là bắt đầu tiến hành đi bàn giao rồi. Càng hứng thú hơn khi mà được khách hàng tổ chức để mà đón nhận cái sản phẩm này, thay vì Kỳ Lân sẽ bàn giao tại showroom này và khách hàng đến đây để nhận sản phẩm, thì hôm nay khách hàng lại làm một cái tiệc tại nhà, tại một cái biệt thự của mình ở Bà Rịa, và Kỳ Lân sẽ là người đích thân đi giao máy xuống, rất là thú vị. Và Kỳ Lân xin mời quý khách theo chân Kỳ Lân sẵn tiện tham quan luôn ngôi nhà của khách hàng nhé. Trước khi đi thì Kỳ Lân sẽ ký hóa đơn. Và đóng dấu cái giá trị đây. Hôm nay Kỳ Lân đi thì có chuẩn bị theo một bó hoa rất là xinh, rất là dễ thương, và một chai champagne để chúc mừng vị khách hàng đó đã có một sản phẩm mà thuộc cũng đầu tiên ở Việt Nam. Vâng, và bây giờ Kỳ Lân xin mời quý khách theo chân của Kỳ Lân đến nhà của khách hàng để mà bàn giao sản phẩm này, sẵn tiện tham quan ngôi nhà cực kỳ đẹp tại Bà Rịa Vũng Tàu, một biệt thự VIP.
đích thân mình lái xe mình giao thì nó mới thú vị. Hiện tại thì sẵn tiện trên đường đi giao sản phẩm bàn giao thì Kỳ Lân cũng sực một vài cảnh đẹp cho quý khách xem, bởi vì cũng nhờ khách hàng mà Kỳ Lân mới có điều kiện để mà đi hành trình như thế này. Thì nhờ đó mà Kỳ Lân cũng biết thêm nhiều cái cảnh đẹp và cái giao lưu được nhiều cái điều rất thú vị nữa. Và tiện review khung cảnh cảnh quan ở đây, ở trên đường đi thì Kỳ Lân cũng giới thiệu vài dịch vụ sản phẩm của Kỳ Lân luôn. Đó là Kỳ Lân thì chuyên thêm về tất cả những cái đồng hồ của tất cả các hãng như Rolex, Patek, RM, Dunmuller, Hublot, tất cả những cái đồng hồ thương hiệu nổi tiếng trên toàn cầu này. Và đặc biệt là cái ngành chế tác, thì với cái công nghệ của mình thì cũng là một trong những cái công nghệ tiên phong về máy móc cũng như là kỹ thuật. Vàng thì tất cả những cái vàng mà Kỳ Lân làm á, với cái máy móc hiện đại thì tất nhiên là độ nén vàng rất là tốt và không bị bọt, và vàng phải chuẩn phổ AU 750 18K. Và hơn nhau ở chỗ là đánh kim á, thì chưa bao giờ rớt hột, và tự tin khẳng định là không bao giờ rớt hột, kể cả kim tắm, đặc biệt là kim tắm. Hồi xưa lúc mà mới cưới á, thì mình cũng mua nhẫn ngoài, xong đó thì sau đó là cái ngày tối là đem đi tra hột hoài à. Cứ lâu lâu nó rớt, lâu lâu là vệ sinh nó cũng rớt, rung máy nó cũng rớt. Mình những cái gì mình đã bị từng trải rồi, thì khi mình vận dụng một cái ngành nghề của mình thì mình sẽ biến những cái từng trải và nhược điểm nó thành ưu điểm của mình. Là ví dụ như hồi xưa nhược điểm mình mua đồ ở ngoài là bị rớt hột hoài, thì khi mà sản phẩm Kỳ Lân cung cấp ra là biến thành ưu điểm liền, là tuyệt đối cam kết không bao giờ rớt hột. Đó là cái đặc điểm mà cái chất của mình. Hiện tại là Kỳ Lân cũng đầu tư ở đây nè, mọi người quý khách nào muốn đầu tư thì dự án này rất là hot, ngay cuối cao tốc Long Thành này, ngay nhà mẫu đó. Kỳ Lân cũng có đầu tư ở đây. Cái dự án này rất là hay luôn. Hiện tại là từ cao tốc chạy hết cuối cao tốc tới Long Thành là tới. Và bây giờ hiện tại thì mật độ lưu thông cũng hơi bị chặt, mà trên cao tốc cũng nguy hiểm và cũng hẹn giờ với khách hàng cũng gấp quá rồi, nên là xin phép cho Kỳ Lân sẽ tập trung chạy một hơi cho tới nhà, lúc đó mình review tại nhà khách hàng cho nó thú vị nha. Ok, bây giờ tiếp tục lên hành trình. Và bây giờ Kỳ Lân đã đưa quý khách trên cung đường. Đây là huyện Long Điền, Bà Rịa. Còn khoảng cỡ 18 cây số nữa là đến nhà của khách hàng rồi. Bây giờ sực xung quanh cảnh không khí khác ở Sài Gòn không? Khi mà càng gần tới thì mình cảm thấy mình háo hức, háo cực kỳ luôn. Vì khi mà mình tặng tay trao một cái sản phẩm, mình cùng với khách hàng qua bao nhiêu ngày hội ý qua lại với nhau để mà trao đổi ra được một cái siêu phẩm là cái điều tuyệt vời nhất của người làm nghề. Nãy khách hàng gọi em hoài luôn, tại vì hẹn đi nhưng mà trên ngày hôm nay là đi trúng ngày thứ bảy nên là kẹt xe, các trạm thu phí cũng nhiều nên là hơi trễ một chút, chắc là khách hàng nôn lắm. Đây là ấp văn hóa Gò Sầm. Gò Sầm. Rồi mình còn 950m nữa thôi. Qua cái khúc cua này là mình sẽ đến nhà. Đó, để cái nhà nào to nhất ở phía trước là nhà người đó. Em kia chỉ phía trước đi, kiếm nhà nào mà to nhất ở khu này. Đó, cuối cùng thì cái đây cách Bình Châu 21 cây.
Rồi, mình đã đến. Bây giờ em xin nhanh vào. Giống như Kỳ Lân giống như đi hỏi vợ quá. Nhưng mà thú vị đúng không? Ơi, chào anh. Chào em. Như đã hẹn thì hôm nay em hoàn thành sản phẩm và hân hạnh được bàn giao tại nhà của anh. Rồi, anh cảm ơn Kỳ Lân. Nói chung là anh cũng chờ đợi cái ngày này lâu lắm rồi đây. Dạ. Hôm nay thì anh mới có là cơ hội là được là xuống nhìn thấy cái sản phẩm của là Kỳ Lân, là nổi tiếng về Kỳ Lân là ra mắt cây iPhone đầu tiên ở Việt Nam mình là bằng vàng, đồng bằng vàng. Ok anh. Nguyên khối. Thôi bây giờ ai cũng chờ đợi, em cũng chờ đợi giây phút mà gặp anh lâu rồi nên nên mình vào luôn để ti cái máy luôn nha. Rồi ok. Okay. Rồi anh mời em. Okay. Em quên, em đầu tiên em tặng anh bó hoa chứ, em tặng anh bó hoa trước. Đây là cái chúc mừng anh có một sản phẩm mà rất là độc. Dạ. Nhưng mà anh cảm ơn dạ. Kỳ Lân về món dạ. quà giá trị và ý nghĩa của dạ Kỳ Lân. Dạ rồi, ok anh. Dạ. Đây, em khui hộp cho anh coi trước đã. Đây. Bây giờ em sẽ lột cái này ra cho anh coi nha. Bây giờ anh xem trước đi, xong em ạc ti cho anh cái. Và như lời đã hứa thì không phải là làm cho anh một cái điện thoại không, mà em còn thiết kế anh một cái bao da độc quyền nữa. Đây là da cá sấu nhập và làm thiết kế riêng cho chiếc điện thoại này. Bởi vì một chiếc điện thoại bình thường á là nó nặng có 240g và chiếc này nó nặng 397g, nó gần gấp đôi. Và mình xài để bảo vệ tất cả cho nó luôn luôn mới thì bắt buộc mình nên xài một cái bao da như thế này. Khi mình làm việc thì mình có thể để như thế này hoặc là mình lật lại như thế này, đúng không anh? Còn khi bình thường mình bảo quản nó thì mình cứ nhét vào đây. Cái túi này rất là hay, là anh có thể là nhét được tiền, bỏ tiền nè, bỏ tiền và bỏ được thẻ ATM đồ. Nhưng anh nghĩ mà nhét tiền cái đó là Kỳ Lân phải nhét cho anh chứ. Dạ. Thôi tiền này anh nhét trước đi. Em phí của anh khai trương đi. Mình nghĩ tới cái đồ đầu tư cho một cái điện thoại với mấy chục triệu mà biến thành một cái điện thoại như cái sản phẩm của Kỳ Lân ra đây á, thì nói chung là nó không phải là đơn giản một tí nào. Bởi vì nó là một cái mà khi anh đặt hàng của em á là ở Việt Nam này mới. Mình là cũng thuộc trong những người đầu tiên xài iPhone 13 Pro Max. Ý là em nói là đầu tiên, là cái đầu tiên, một trong những cái đầu tiên về Việt Nam. Và bây giờ nó biến thành vàng như thế này nữa thì độc quyền hơn. Nói chung với là Kỳ Lân như thế này này, anh nói thật với chú Lân là anh cũng không có hình dung, cũng không tưởng tượng là ra được như một cái điện thoại iPhone thông thường mà em biến cho nó thành một cái điện thoại là một cái khối vàng, là coi như đúc nguyên khối và coi như đính kim cương lên. Anh không, với anh á thì anh không có nghĩ là nó sắc sảo đến như vậy đâu. Anh không bao giờ anh nghĩ là nếu như mình làm cái công đoạn thủ công mà nó sắc sảo đến như vậy, thì thực sự đến cái giờ phút này anh được nhìn thấy nó và cầm nó trên tay á, thì anh cảm thấy là rất hài lòng và xứng đáng với những cái số tiền mình bỏ ra. Số tiền mình bỏ ra. Đúng rồi. Và nó rất hài lòng về cái từ cái đường nét rồi những cái tỉ mỉ, những cái hoàn thiện của nó. Ở đây anh chỉ nhìn được mắt thường thôi là anh có thể thấy nó gì là đẹp thôi, nhưng mà khi mà muốn đẹp hơn không nữa thì nhờ những người chuyên môn. Tức là những người chuyên môn người ta hay chơi kim cương, chơi xoàn, chơi vàng lâu năm. Về vàng, theo nói về vàng công nghệ, vàng của mình thì nó là chuẩn châu Âu rồi.
Vàng chuẩn châu Âu thì anh biết từ xưa giờ vàng nó cực kỳ đẹp và chuẩn. Còn về kim cương thì hơn nhau ở chỗ là đường chấu hột này. Đường khi mà làm ổ chấu là Kỳ Lân tự tin khẳng định là chưa bao giờ rớt hột. Và thứ hai là khi anh nhìn mắt thường anh không thấy, nhưng mà mình so vào cái lúp kính hiển vi là anh thấy tỷ lệ chia rất đều và đẹp. Nếu muốn biết đẹp hay không, anh chỉ cần so với cái chiếc nhẫn này của anh thôi là anh đã thấy được cái tỷ lệ đi hột và cái ổ chấu hột như thế nào. Này hy vọng là như lúc trước em đã gửi video cho anh xem rồi, có rất nhiều người chuyên nghiệp về mảng này và họ đến Kỳ Lân và họ thấy cái sản phẩm này họ đều một từ thôi, tuyệt vời. Và bây giờ ở đây thì không có máy móc chuyên dụng để cho anh Dũng thấy, nhưng chắc chắn khi anh Dũng lên em thì em sẽ dùng những máy móc đó cho anh Dũng tận mắt nhìn vào màn hình luôn và so sánh với cái những cái đồ mà anh Dũng đang đeo, đang sử dụng. Và bất kỳ cứ cái đồ nào mà khác ngoài của em, anh sẽ thấy sự khác biệt. Và bây giờ anh Dũng ngắm một lần nữa rồi em mặc ti cho anh. Nói chung là như thế này, anh á, lúc mà anh chưa có nhìn thấy mà anh chỉ có cái mô cái thiết kế của 2D của 2D. Là Kỳ Lân lên thôi, thì nói thật sự là anh cũng không nghĩ là khó hình dung. Yeah. Anh không nghĩ nó sắc sảo đến mức độ như vậy. Thực sự nói lúc đầu nếu mà anh biết sắc sảo như vậy á, thì anh nói với, chắc chắn rằng anh nói với Kỳ Lân thôi em làm cho anh hai cái luôn đi. À, thì thôi anh sẽ đến với Kỳ Lân thêm một cái thứ hai. Dạ, yeah, ok anh. Tại vì cái này thêm thực chất là anh muốn nhìn thấy những cái đồ sắc sảo nó đi đến đâu thì anh mới là đưa ra một cái quyết định là cái thứ hai. Yeah. Thì cái máy này á, thế là anh mang cái bỏ cái logo là tên Mai Dũng nhà đó ha. À, thì cái đại diện cho một cái sàn giao dịch bất động sản phố cổ Lộc Phát của anh. Vâng. À, thì để cho con cái anh nó làm, à, nó tiếp cái nhưng trên cái máy là thực sự là anh đặt một cái điện thoại đầu tiên của cái iPhone đúc vàng nguyên khối đính kim cương này để anh tặng cho bà xã của anh. Đó. Anh hy vọng rằng là chắc chắn rằng sau khi bà xã anh là nhận được cái món quà của anh là bà xã anh rất vui. Vâng. Và chắc chắn rằng là sẽ cũng phải tặng lại cho anh một cái. À, ok. Vậy là vì anh mua làm một cái để tặng bà xã tặng một cái ngược lại cho anh đúng không? Đúng rồi. Yeah. Có qua có lại chứ. Rồi rất hân hạnh luôn anh. Thì thôi anh thật là rất cảm ơn chú Lân. Dạ. Kỳ Lân là đã cho anh được như mong muốn. Vâng. Và thực sự đến giờ phút này anh không có một cái gì trên cái máy này mà gọi là để anh chê hết trơn á. Thực sự là anh không có chuyên môn về nó. Anh không chuyên môn cho về anh nó. Tâm sự với anh Dũng một cái. Anh chỉ là chuyên môn về cái ví dụ lĩnh vực bất động sản, đất đai. Yeah. Từ tỉnh nào, huyện nào thì em hỏi anh về cái giá ở đó đầu tư được hay không? Ok. Thì chắc chắn rằng anh sẽ đem đến một cái câu trả lời rất gì là cụ thể và chính xác nhất. À, anh Dũng này là một chuyên gia bất động sản rất lâu năm và cũng là thuộc top ở khu vực đất đỏ anh ha. Đất đỏ. Thì như anh Dũng đã nói thì anh Dũng là một người không rành về điện thoại. Nhưng mà nói về đất thì ở đâu, khu vực nào, giá cả ra sao thì anh Dũng rất nắm rất rõ, bởi vì đó là cái đam mê của ảnh và cái công việc của ảnh. Thì cũng nhân dịp đây thì quý khách nào mà có nhu cầu mà đầu tư có lợi nhuận thì liên hệ với anh Dũng. Nếu như quý khách ở xa mà muốn đầu tư cho mình có những cái lợi nhuận và chắc cú nhất thì mình cứ liên hệ với thổ địa. Và anh Dũng là một người rất lâu năm và đam mê cũng như là công việc kinh doanh của ảnh là chính là về nhà đất ở đây, nên tất cả những khu vực đất đai ở đây ảnh rất rành. À, và sau cái vấn đề nói về cái điện thoại á, thì em cũng xin trình bày với anh Dũng nè. Về cái logo như thế này nè, lúc mà em nhận làm cho anh là em hứa tặng anh bộ logo, thì em có liên hệ với tất cả những cái, như vài nơi chứ không phải tất cả, vài nơi mà chuyên thiết có logo luôn, họ gửi qua rất nhiều và em cũng trả chi phí cho họ, nhưng mà họ đưa em không cảm nhận được, em không thấy hài lòng được. Và sau cái đó em mới không nhận tất cả những logo từ những đơn vị thiết kế đó và tự bên em thiết kế. Bên em tự thiết kế như thế này, và sau khi em thẩm định của những chuyên gia mà cũng là thiết kế design á, thì cái logo được đánh giá rất cao. Khi mà logo em cảm thấy hài lòng rồi em mới dám gửi cho anh Dũng. Cho nên khi lúc anh Dũng hỏi logo anh đâu tới đâu thì em mới kể anh không gửi, bởi vì em nhận được những logo từ những người thiết kế khác em không hài lòng. Mà bản thân em không hài lòng thì em không thể nào mà đưa Dũng xem được. Đến khi em cảm thấy nó quá tuyệt vời, xong khi lên thành con người như thế này nữa thì em thấy là anh làm về nhà đất Mai Dũng như thế này thì nó đâu có gì mà để mình nói về vấn đề logo nữa đúng không anh? Quá tuyệt vời.
Nói chung ra là anh lấy cái thương hiệu trên là Mai Dũng Nhà Đất này, yeah, là cái điện thoại được mang tên anh để tặng cho vợ anh, bà xã anh là người anh yêu thương nhất, à, cùng anh đồng hành và gắn bó. Thì ngày hôm nay anh tặng cho vợ anh bằng cái điện thoại này, lúc nào vợ anh cầm lên là nhớ tới chồng mình rồi. Vâng, ok. Thôi bây giờ em ti cho anh. À, bây giờ em mặc ti đi. Em khởi động ẩn ti, chứ ẩn ti trước á, mình bỏ sim dùng sau. Ừ. Tất cả cái này là em đã kiểm tra qua hết em rồi. Em kiểm tra tất cả mọi cái. Đúng không? Khi em làm sản phẩm này cho anh, không phải là em làm để em lấy tiền, mà em làm nó vì một cái sản phẩm mang thương hiệu của em làm ra. Cho nên em dùng tâm huyết nó rất là lớn. Tất cả dùng vào một cái quyết tâm của em, đúng không? Đam mê. Tất cả nhân lực em dùng của nó rất là nhiều. Và anh biết là khi em nhận lời của anh là lúc iPhone nó mới vừa có, chưa có thị trường bán công khai nhiều, thì em đã mua rồi. Tại vì không mua lấy gì mà làm thông số đâu mà làm, không đo được, không coi được bên trong sao biết mà làm. Thì bắt buộc em mua một cái, lúc đó mua giá rất là cao. Sau đó em tháo ra và em làm, để mà trong quá trình hoàn thiện cũng mất một thời gian. Thì khi mà hoàn thiện xong thì em không thể lấy cái máy đó cho anh được, bởi vì bình thường một cái iPhone bình thường á thì có thể tháo ra xong rồi bình thường bao lâu đáp lại cũng được. Nhưng đối với một cái sản phẩm mà tâm huyết của mình thì em có như cũng qua trao đổi gọi điện thoại cho anh là em nói là anh Dũng ơi, cái máy em làm cho anh em tháo để ở ngoài môi trường ở ngoài lâu rồi thì em sợ nó không đảm bảo về tất cả những yếu tố khác khách quan. Cho nên em nói là quyết định là vì một cái máy giá trị quá, em chấp nhận em mua thêm một cái máy nữa. Mới mua luôn và em ráp vào AT ngày hôm cách đây một hai ngày thôi. Đó là như vậy, để cho nó đảm bảo nhất. Bởi vì những cái đồ điện tử mình tháo mình không dùng để ngoài một thời gian dài rất ảnh hưởng. Cho nên là em không có dám bầu mùi để cho cái sản phẩm này. Nói chung là bản thân em là cái gì, khi đồ của mình mua là mới chứ còn mà mua mà để ngoài tháo ngoài một thời gian em không chấp nhận được. Cho nên em chấp nhận không vấn đề, sản phẩm này là không nói về vấn đề lời hay lỗ, mà vấn đề là mang thương hiệu của em làm cho anh và tâm huyết của em làm và cái trách nhiệm của em. Anh cũng không có nghĩ nó sắc sảo đến như vậy. Ừ, anh cũng không nghĩ nó sắc sảo đến cái mức độ như vậy nha. Anh nha. Không, để mặt ti là bởi cho mặt ti luôn. Mặt ti để. Để anh đã muốn mặt ti anh được mặt ti. Không, mặt ti luôn đi. Mặt ti luôn đi. Tại vì đồ mình làm về nữ trang quen rồi, mình làm về những cái thể loại mà chuyên design, custom những cái chế tác quen rồi. Nên cái vàng của mình là xưa giờ chỉ chơi một cái thôi, là AU750 chuẩn châu, chứ không có dây dần 18-61 gì hết. 750 là 750. Nó có cái phôi này rồi thì cái thời gian giờ tới Tết rồi mình có kịp. Kịp anh, bình thường. Cái đầu tiên nó đỏ rất là khó, bởi vì cái đầu tiên là chưa ai tháo luôn. Bản thân mình là một áp lực lắm, khi mình là người đầu tiên tháo rất áp lực. Bởi vì mình chưa có tháo lần nào, đó là cái khó khăn nhất khi mình phải tự mò. Sau này bây giờ thậm chí bây giờ anh đem một cửa hàng bình thường bị thủng mà tháo nó cũng chưa chắc dám tháo cho anh. Tất cả những cái khuôn ở cái bo á, nó trên cái sườn này là bây giờ là cái chân cũ của nó là nó có giống bên cái chân kia không? Bên cái sườn bên trong là mình giữ lại hết mà. Mình chỉ làm vàng vàng hết thôi. Còn trong cái sườn bên trong là ví dụ như những cái ổ lắp camera hay là lắp pin gì cái đó, email cái lắp men gì đó thì nó không thay đổi, cái sườn nó bên trong mà nó không thay đổi, mình chỉ làm phần ngoài thôi. Có nghĩa là mình là đi từ một cái sườn bao bọc. Đúng rồi. Đi ngược về đằng sau lưng. Dạ đúng, đúng rồi, đúng rồi. Để trở thành một cái điện thoại là bây giờ nó giống không còn tên tuổi gì trên thị trường này mà nó trở thành là một cái hàng thương hiệu của anh luôn. Thương hiệu. Đó. Thì mới rồi, bây giờ anh coi. Của nó từ đó. Anh coi sử dụng có giống chiếc iPhone bình thường không? Anh cầm nó xong một chập, anh cầm lại cái điện thoại iPhone kia anh cảm thấy nó nhẹ lắm. Ồ, nó lên cái gì đấy? Hình cũng nét đó chứ ha. Nét nhất của dòng điện thoại iPhone bây giờ rồi anh. Vì déo. Tại vì anh đưa ra một cái option cho mình làm rất là khó, yêu cầu rất là khó, một yêu cầu cực kỳ khó luôn. Tất cả cái bản như vậy là con phần còn lại là con xử lý được rồi đúng không? Bản bình thường á thì nó đơn giản hơn nhiều, nhưng mà anh yêu cầu mình là phải là bản Mỹ. Bản Mỹ đấy, cái phần này nè, phần sóng 5G của nó dính vô cái sườn cực kỳ không. Cái mà sau này mình mới phát hiện ra đó, mình không chuyên. Lúc đầu không có chuyên về cái iPhone, mình đâu có iPhone đâu, mình chuyên về tu.
Nhưng mà khi mà nói là mình nghĩ là bản mình cũng chưa tìm hiểu kỹ về 13 bản thường ở Mỹ như thế nào, thì mình nghĩ bình thường khi mà đụng vô làm rồi nhận làm xong tháo máy về có phát hiện ra cái chỗ này cho rồi xong phim, cực kỳ quá. Không phải là tháo ráp dễ, nó khó, mà cái khó là ở công mình làm dàn phần đó chỗ đó khó, nhưng mà cũng rất mày mò nên thời gian nó bị chậm hơn một chút. Đó là cái vấn đề mà nó rắc rối ở chỗ các bạn này. Nhưng mà đã nhờ bạn có kinh nghiệm là bây giờ là bao nhiêu bản Mỹ đưa vô là bập hết, bởi vì mình có các khuôn sườn hết rồi. Nói chung là anh cũng không có nghĩ đến rằng là nếu như mà một cái điện thoại mà lột bỏ hết để rồi là đưa lên thành một cái vàng đúc nguyên khối mà nó sắc sảo như vậy. Anh nghĩ những cái góc cần á, đặc biệt là những cái góc cần và những cái camera này, với những cái điểm mà mở khởi động nguồn rồi là cái dung lượng lớn nhỏ, anh không nghĩ nó sắc sảo đến như vậy đâu. Nhưng mà hôm nay tình mắt tình tay anh cầm, anh thấy nó quá sắc sảo. Lẽ ra em cầm theo cái máy cái máy để mà câu hột xoàn á hợp lý hơn. Quên cầm máy đấy, anh coi trực tiếp luôn. Tức là thay vì anh ngồi anh nhìn không thấy đúng không, thì cái máy nó chiếu màn hình, giống như bữa em gửi clip cho anh xem mà chú mà là mình quân đội lại coi á. Để vô đây thì không cần nhìn cái máy đâu, nhìn cái màn hình nó chiếu nó rõ lắm, nó zoom lên anh nhìn thấy một hai cái cháu, thì lúc đó anh mới phân biệt được là cháu của em và cháu của anh đang dùng nó khác nhau như thế nào. Thì bữa nào lên em đi, em sẽ thực hiện vấn đề anh xem. Nhưng mà ví dụ như một người mà đeo chiếc nhẫn, đeo dây chuyền, đeo bằng đồ có đính hột xoàn kim cương, thì người ta thường người ta nhìn vô cái hột rồi các kiểu nhìn chiếc nhẫn mẫu đẹp hay xấu, chứ người ta đâu bao giờ nhìn vô cái chân đâu. Chỉ có người thợ người ta mới nhìn vô đó thôi. Và người dùng thì ta biết nhìn đẹp hay xấu, và rớt hột hay không hoài thì đi rớt hột đi ra. Còn người mà thợ là người ta nhìn vô cái cháu, cái ổ, chia ổ, chia cách chia ổ như thế nào cho hợp lý, và đi cháu, đi ổ như thế nào để nó không có bị dễ bị rớt hột. Đó là cái người thợ người ta sẽ coi. Cho nên là những người mà mua những cái nữ trang ở ngoài, ví dụ như là nhẫn đi, lắc tay đi, đeo vài bữa cái đầu vệ sinh cái kiểu có rất hột, thế đang đeo bình thường thiếu hột, cái là phải đem đi ngoài tra thêm hột vô. Cái này là mình nhận cháu đúng không? Đúng rồi, anh nhận cháu, chia ổ và ở ngoài đi. Có khả năng là nó nhiều khi nó chỉ kể vô cho nó vẫn làm cháu, nhưng mà kiểu như là nó không có chuẩn, thì làm công nghiệp, còn mình là làm giống như là limit hết rồi. Thì bây giờ cái vấn đề đó lẽ là tiếc quá em không cầm cái máy cho anh xem. Chứ bây giờ anh nhìn nhà thì cũng giống như bao nhiêu người khác thôi. Nói về đắt Logia bao nhiêu tiền, Logia như thế nào anh nhìn nó biết. Nói về em, về nghề của em nhìn nó biết cháu đẹp cháu xấu em nhìn nó biết được. Nhưng mà anh... không sao đâu, nếu mà nó rớt hột nào thì cứ lên kỳ là rớt một hột, lên kỳ lên lấy nhưng, hai hột. Nhưng mà nó không rớt đó, nhưng mà lấy hột lớn về làm thay cho hột nhẫn luôn. Nhưng mà nó... mà chắc chắn là kỳ lân là quá chắc cú rồi, không chắc cú rồi. Cho ai lấy của kỳ lân được hột nào đâu. Mình đâu có để gì dễ vấn đề xảy ra, bởi vì từ xưa giờ mình tự tin về vấn đề đó. Thì nhưng mà em muốn đây là em muốn cho anh tận mắt nhìn thấy được cái cảnh mà nó so sánh với một cái sản phẩm khác. Nhưng mà thôi, rất tiếc em không cầm cái máy đây, nhưng mà hôm sau lên đi thì em sẽ mở cái máy cho anh xem. Em thấy được là cái tỷ lệ chia ổ mình như thế nào, mà cách nó đi ổ, đi hột mình như thế nào, và cái hột mình nó đẹp, nó bóng như thế nào, cháu như thế nào, thì anh sẽ thấy rõ hơn. Còn bây giờ thì anh nhìn bằng cảm quan, bằng một người là nhìn thấy đồ đẹp. Nói chung là anh thấy nó rất gì là sắc sảo từ cái góc cạnh nè, cũng như là cái qua cái đánh giá của cái anh gì mà anh chuyên chơi là hột xoàn, mà anh nói anh chơi từ bé đấy, mà anh đã vào tới em đấy. Anh đó anh đánh giá là anh rất thích cái sản phẩm em đang lên cho anh đây này. Anh đó là hầu như là tất cả những chỗ nào là một xoàn đến hột thì anh biết hết. Nhưng mà anh chỉ nghĩ rằng thông thường thôi, anh nghĩ rằng nếu như mà đẹp á, là đẹp với cái tầm nhìn thôi. Đúng rồi anh. Chứ anh cũng không nghĩ rằng là nó đẹp mà nó sắc sảo đến tới cái mức độ như vậy đâu. Từ vì ở đây á, anh nhìn theo anh thì nó không có chuyên môn như em. Cần gì đâu, anh chứ nhìn cái nhẫn anh đang đeo nè. Anh nhìn cách nó đi, anh nhìn đường nét của nó, anh thấy một trời một vực mà. Thì cũng như anh nói em, như vậy em hỏi đất á thì anh em ơi đầu tư miếng đó đi, anh chịu trách nhiệm cái miếng đó cho em, làm sao có lời có lãi được rồi ha. Rủi ro anh chịu cho em. Nhưng còn giờ em nói anh hỏi về anh cái này thì anh bù tật. Nhưng mà ngược lại á, theo cái nhận xét với tầm mắt thường của anh á, thì từ cái góc cạnh nè, từ cái hàng em đính kim cương nè, nó rất gì là đâu ra đó, và rất nhìn là nói chung anh không có một cái điểm nào để anh chê cả. Anh cũng là muốn là hôm nay á là Kỳ Lân về đây á, là để anh nhìn cái sản phẩm mà anh tìm một cái lỗi
anh tìm một cái lỗi để anh bớt tiền của Kỳ Lân. À, bây giờ quá, anh tìm không ra khó cái lỗi quá, nào hết trơn á. Bây thì giờ kiểu này là anh bị là thất vọng trong cái vấn đề là bớt của Kỳ Lân rồi. Mới hôm nay mà anh nhìn bất thường mà anh thấy đẹp rồi mà bữa sau anh nhìn bằng cái hôm sau anh lên em đúng không? Em sẽ lấy ba cái cho anh coi. Là một cái hộp ở ngoài thị trường, một cái của hãng như là đồng hồ Rolex hay là Patek gì đó. Và cái của em anh sẽ so sánh chấu pin cho chấu của đi hộp của mình như thế nào. Và anh nhìn cái độ ở ngoài như thế nào, anh nhìn thấy hai cái khác hoàn toàn là tự anh nghiệm được là độ của mình như thế nào. Bởi vì hồi xưa giờ mình tự tin là nó không có đất hụt được, bởi vì chấu nó đi đều, bốn chấu rất đều. Cái ở đây là em biết sao, anh nói là anh rất là hài lòng cái vấn đề những cái góc của em đi nè, nó rất gì là sắc sảo, rất gì là đều đặn nè. Đó là một về cái chữ Mai Dũng nè, rồi cái logo trên con ngựa ở dưới cái chữ Mai Dũng, chữ lớn này, chữ cái, cho đến cái chỗ cái camera. À, cái này gọi là cái gì đấy, cái cục gì đấy, con mắt, con mắt camera. À, cái cùng camera này nè, anh không nghĩ rằng là nó sắc sảo đến mức độ mà y như là coi như là trong một cái máy mà nó nhập ra là cái nguyên bản nguyên zin vậy. Anh không nghĩ là nó sắc sảo đến như vậy đâu, nhưng mà thực sự nó đánh giá thì với tầm mắt thì anh nghĩ rằng anh thấy nó còn sắc sảo hơn, đẹp. Dạ, cảm ơn anh. Hôm nay thì biết là một quãng đường xa và cũng chúc mừng anh, em cũng đem châm banh theo để chúc mừng anh một lần nữa có một sản phẩm tuyệt vời. Nói chung là anh cảm ơn Kỳ Lân không những cho anh một cái món quà quá là như ý luôn, quá sắc sảo, mà còn cho anh uống châm banh nữa, thì kiểu này chắc là năm nay chắc anh hên lắm đây. Dạ rồi, chúc mừng anh, cảm ơn anh nha. Cảm ơn Kỳ Lân rất nhiều. Cảm ơn anh đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm của Kỳ Lân. Chúc anh luôn luôn thành công, sức khỏe và đạt được những điều mình muốn. Rồi, anh cảm ơn Kỳ Lân. Nói chung là đã cho anh một cái sản phẩm này thì anh không bàn tới nữa rồi. Yeah. Quá như ý. Mà anh nguyện nói chung là tới ngày hôm nay anh nhận được cái sản phẩm của Kỳ Lân thì anh nhắc lại là anh muốn là hôm nay anh tìm một cái lỗi nào nhỏ nhỏ đó. Để để mà anh phạt lại Kỳ Lân, nhưng mà thực sự anh tìm nãy giờ anh tìm không ra. Đích thằng em ra tay thì hơi khó là, đó nha. Bây giờ anh cảm ơn Kỳ Lân rất nhiều. Anh cũng là chúc cho Kỳ Lân là trong cái sự tương lai của sự nghiệp thì Kỳ Lân sẽ là sắp tới sẽ là ra mắt nhiều cái sản phẩm độc đáo hơn nữa. Và độc lạ hơn nữa. Và cũng là mỗi bước thành công trong cái đột phá là những cái mà người khác không làm được mà Kỳ Lân sẽ làm được. Dạ rồi, cảm ơn anh. Và như vậy là Kỳ Lân đã kết thúc cuộc hành trình bàn giao sản phẩm iPhone 13 Pro Max 1T full vàng khối đến kim cương, thiết kế design theo yêu cầu. Và bây giờ Kỳ Lân bắt đầu di chuyển về tại showroom của Kỳ Lân. Kỳ Lân Luxury. Đang hiển thị kết quả cho Kỳ Lân Luxury. Ok. Và cảm ơn tất cả quý khách đã xem clip của Kỳ Lân. Nếu quý khách quan tâm sản phẩm của Kỳ Lân thì quý khách hãy truy cập trực tiếp vào website kylanluxury.com. Trên đó sẽ có đầy đủ thông tin chi tiết, tất cả hình ảnh, có cả video đến kèm, giá cả, tình trạng cấu hình đầy đủ. Hoặc là vào kênh YouTube của Kỳ Lân Luxury, hoặc là trang fanpage Kỳ Lân Luxury. Và mọi thông tin chi tiết nhanh nhất thì quý khách có thể gọi hotline 0901 247 247, hoặc là kết nối qua Zalo cũng số hotline đó luôn, 0901 247 247. Hy vọng là được phục vụ tất cả quý khách và sẽ có nhiều video hay cho quý khách xem, cũng như là có nhiều sản phẩm hấp dẫn cho quý khách lựa chọn. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.